652. À. 652 nha. Là một phôi mung sùm, lũ quách âm thân, đế nở mót ngọn luôn nha. Cây này có cái hòn gốc đo được là 59. Cây cao là 34. Bầu ươm là 30 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 600k bao ship luôn. Là một phôi mung sùm, form thiên nhiên, lũ quách âm thân luôn nha. Phôi này phôi mới về thôi. Và mình để yên cái này mình chăm cũng được, hoặc là mình cứ rút nhẹ nhàng ra mình sang chậu mới mình chăm cũng ok nha. 652, 600k bao ship luôn nha, là một phôi mung sừng phôi thiên nhiên mới về luôn nha, lũ quách âm thầm. Nhà vườn xin qua cây này luôn, nếu mà mình xem offline lại còn ủng hộ nhà vườn luôn.